Vâng, chào mọi người nhé. Hôm nay mình máy quay mình quay thử cái máy quay CX535 mọi người nhé. Và hiện tại mình đang đứng ở một cái nhà của mình có mặt đường khá là cao này, đường ở dưới kia nhé. Mình quay chia sẻ xem mức độ zoom của nó với lại thu âm như thế nào mọi người nhé. Đây mình cánh đồng xa xa đằng kia thì có những chú ngựa đang ăn cỏ này. Mình sẽ zoom về gần cho mọi người cùng xem thế nào nhé. Mình kia khá là xa nhé, mấy trăm mét. Đoán tầm khoảng 500 mét đấy, ở trong trường. Đây mình sẽ zoom xem mấy chú ngựa ở bên cánh đồng bên kia này. Máy này có thu âm 5.1 nhưng hiện tại mình đang thu âm ở hai kênh nhé. Có những chú ngựa đang ăn cỏ đây. Trời đang nắng mọi người nha. Mình vừa quay mình vừa test xem mà độ nó đi hình như thế nào nhé, tốn zoom. Mình sẽ đổi màu này. Màu này màu đậm này. Màu này nó xanh đậm này. Mình sẽ zoom ở cái cánh trên cái đồi núi bên kia mọi người nhé. Đó bên kia khá xa cách mình khoảng tầm hơn cây số đấy, đường chim bay. Cái máy này chống rung nó khá là ổn mọi người nhé. Mà chống rung thì cũng khá ổn đó. Nên tận là ngôi nhà tiếp tận là trên đấy nè. Ngôi nhà này cách mình tầm 700-800 mét mọi người nhé. Xa về gần này mọi người phải cầm cái tay nó chắc nhé, không nó rung. Máy này trong rung nó tốt rồi nhưng mà nếu mà mình không cầm chắc nó rung, không xem nhìn thấy gì nhé. Mình thử xem thu âm nó có tốt không ạ. Mình đang quay ở chế độ 60p này. Để xem mình lia máy xem theo chuyển động xem nó có bị giật không này. Đây nhé. Mình lia máy theo chuyển động. Tay mình khá là run. Hơi run run. Mình sẽ zoom thử cái ngọn núi tận tít trên đằng xa đằng kia nhé.
núi rất là xa nhé, ngọn núi cái cách mình này chắc phải mấy cây số đó. Mình đang quay theo chuyển động. Thời tiết nắng rất là đẹp nhé, mây rất là trong. Ở trước mắt quý vị và các bạn đang có một bông hoa nhá, đây là một cây hoa, đây là một bông hoa, một cây hoa, và hình ảnh đang được hiện dần lên trước mắt quý vị và các bạn, một cây hoa rất là đẹp, một cái kiểu cái màu nó đậm đà. Gom lại một lần nữa xem mấy chú ngựa thật chết đằng kia nhá. Mình sẽ kết thúc cái video ở đây, mình sẽ phải ngay thôi.
mình vừa đi mình vừa cầm.